Chị chào. Hôm nay ta đang có lại sang nhà Sình nhỉ? Đúng rồi. Rồi. Sình là trước bắt cho mình mấy con chó rồi. Con đấy. Mấy vàng con anh còn để không? Con vàng anh vẫn còn. À. Con đực vàng của mình đấy. Đang nuôi là Sình bắt cho mình. Trước đó thì có gửi một con chó cái đen nữa. À về sau chứ nhỉ? Hôm sau trước, gửi. Trước này sao anh sau. Còn hôm nay lên đây đây nào. Đây là xem con khoan. Đây còn gặp mà bạn này lại chưa biết tên. À, xin chào. Đây, à, hôm qua em gửi con chó đen cho anh xem đấy phải không? Đúng rồi anh. Tí sang xem nhá. Để xem con khoang này đã. Con này vừa chưa? Con khoang này chắc khoảng 1 tuổi rưỡi chứ mấy. Hơn tuổi thôi. Con này chắc khoảng 14, hơn 14 cân tí nhỉ? Ừ, cân đấy anh. Con này tên là gì đấy? Họ không nói tên, em chưa đặt tên. Chưa đặt tên à? Con này hôm nọ đăng lên hội là cắn nhau mấy con kia đây phải không? Ừ. Nhưng mà con kia hình như đuôi vắt phải, đuôi xoăn hơn. Đuôi quấn này. Nhưng mà anh nhìn con đấy hình như to hơn sao? Nó to hơn nhưng mà có khi nó nhẹ nữa, nó có vẻ nó chỉ nhìn như to hơn, kiểu... to hơn nhưng mà nhìn nó không được cơ bắp như con này đúng không? Con này em đi mua đi phải đi test thử chưa? Đi săn thử chưa? Có mà, em chả đi mấy lần. Ừ. Săn em mới bảo săn chứ. Con kia em mới thả đi 2 lần. Con khoang đấy. Con ơi gọi là con đốm. Chó đốm. Con này chân thẳng thế nhỉ. Quay cho anh em nhìn kỹ hơn con chó. Con này cũng dày mình đấy. Đuôi phải. Anh em thì toàn thích chó đuôi khóa trái hoặc đuôi thẳng chọc trời. Đấy. Nhưng mà mấy cái con chó đầu đàn, mấy con chó săn hay lại là con đôi chó đuôi khóa phải. Hôm nọ anh lên đó Tuyên Quang ấy, anh em chơi đấy bên đấy mấy con chó đầu đàn săn hay toàn chó đuôi khóa phải đấy thôi. Mà đợt trước anh bán vào trong Khánh Hòa một con thế cũng đuôi khóa phải này. Giỏi đầu đàn đấy. Thế nó mới lại quái oăm chứ. Con này cũng thuần thôi nhỉ? Thuần mà, con này thuần. Con này dễ tiếp xúc là biết con chó này dễ bảo mà thần kinh tốt. Con này rắn săn không? Em không có rắn thử với chứ. À thế à. Khi nào mượn được của anh em. Chặng con này là cũng vừa. Con này nó cũng không cao không thấp. Cũng vừa phải thôi. Con này mèo nhà sao không em? Em không thử đâu. Chưa thử được à? Mèo mình thử sợ nó đuổi mấy lần nó không về nhà đấy. Gọi nó cho nó chơi. Bắt chuột nó bẻ cổ luôn. Chó đốm. Hôm qua có thằng anh bỏ lên Bắc Cạn tìm chó ấy, có thằng nó đăng con chó khoang con kia cùng bầy con này vào cho anh xem. Con này em bán đi đâu rồi hả? Con nào? Con khoang cùng bầy con này. À, con kia em bán đi bên Cao Tân kia. À, con này cũng ở Bắc Cạn này thôi. Cũng Bắc Cạn. Chó nhìn cũng được, không nói chung là cũng dạng khá, không đẹp mà không xấu. Còn khả năng đi săn như nào thì mình cũng chưa biết được. Anh Thái Nguyên ơi, anh Ngân Sơn đã đi nhỉ? Anh Thái Nguyên. Thái Nguyên à? Anh bên dưới Cầu Cạn ấy. À. Từ nhà anh đến Cầu Cạn khoảng... Hôm qua lên, hôm nay mới lên. Anh lên từ chiều hôm qua. Anh đi từ 1 giờ chiều hôm qua mà đến 6 giờ tối, hơn 6 giờ tối mới đến nhà Sơn. Các bạn đi dọc đường, còn anh em mình điện thoại nhiều quá. Thế nhưng nhỏ đứng lại nghe mẹ, còn đổ xăng, hỏi đường nữa. Con này được săn những loại gì rồi em? Con này được săn những loại gì rồi? Còn chó mới bắt về thì đôi khi là cũng khó đấy. Con này quan sát kỹ thì cái khỉu chân bên trái với cái khỉu chân bên phải nó hơi khác nhau một chút. Đấy. Bên bên trái này nó thẳng đứng, bên phải thì cái... có nơi người ta gọi là cái khoeo mèo ấy. Bên này rất thẳng, bên kia thì nó hơn một chút.
Đây, chắc là do bẩm sinh thôi. Nhưng mà con này cũng chưa biết là sở trường săn như nào đâu phải không? Sở trường nó vẫn săn rồi. À thế à? Săn thú nhỏ trên này thì đa số là săn đa năng thôi. Chó ở đây đa số là cứ gặp gì săn đấy. Không có thú to thì mình làm gì chơi đấy. Chuột, sóc, chim, cầy cáo là gặp gì là săn đấy hết. Anh em nào thích chó giá bình dân mua con này về chơi này. Con này bao tiền thì bán em? Con này bao nhiêu tiền thì bán? 2 triệu. 2 triệu. Đấy. 2 triệu anh thôi. Ừ. Đây là 2 triệu bán tại nhà. Hợp lý, anh em nào thích. Mình cũng chưa nhìn thấy đi săn thế nào. Hôm nay tiện đi là đi xem mấy con, cứ quay lên đây. Anh em nào xem mà thích chó giá bình dân đôi 3 triệu thì liên hệ mình bắt về cho. Còn hôm nay lên đây là đi xem chó rất là nhiều nên là không thể bắt hết về một lúc được. Đi xem hàng chục con làm sao bắt hết được. Chó cũng chưa có tên. Mà chó cũng săn thú nhỏ, săn đa năng thôi. Thôi được, đi. Bây giờ đi sang nhà xem con chó đen của em đi. Được. Đây, chủ nhà báo giá 2 triệu đây anh em nhé. Anh em nào thích thì... Ừ. Rồi. Đây, ngực cũng khá nở, mà chân tay cũng khá đẹp. Không huyền đề tí nào. Rồi bây giờ mình đi xem một con chó nữa. Mấy anh em đưa chó lên đồi đi thử một lúc xem là nó đi như nào. Con cái đen, con đực khoang. Hai con là ở hai nhà nhưng mà gần nhau. Đây là hai chủ của hai con chó đây. Mình chỉ đi theo sau thôi. Không đi được mấy anh em trên bản đâu. Đâu? Đây đây. Ôi vẫn còn sắc rắn đây. Thế nào? Ngay đây, ngay nhà đây mà không biết. Con này. Con này là hổ trâu đúng không? Bành nhá, sao nhìn nó trắng thế chứ? Lột xong. Ừ. Cái vàng này kìa. Cái vàng thì đang chửa nên họ không bán. Cái đen này. Cái đen này nó tìm được hơi nguội cho em. Sắc rắn này mới lột đây khoảng mấy hôm thôi. Con khoang cái nó kiểu tìm gì hơi gì kìa. À. À. Không phải. Nó uống nước à. Nó bành trong bụi. Đây cái rồi này nó vẫn còn. Ngửi sắc rắn. Khoang này đang hăng lắm nhờ. Con chó cái đang bắt đầu đi tơ nên là con chó đực này nó sẽ theo. Con đấy chắc chỉ vài hôm nữa là phôi giống được rồi. Tìm con đực mà nó đẹp đẹp cho phối được. Con chó cái này, con chó cái này thần kinh tốt đấy. Loại này nhà mà có mấy con chó đực bắt con chó cái này về thì chỉ có giữ suốt chó đực không đi săn được. Nó cắn nhau chết. Đi, đi vòng đường. Đi chậm chậm cho chó nó tìm. Đây là ở gần nhà nên là chắc cũng không còn gì đâu. Con cái vàng của chú chịu tìm hang phết đấy nhỉ. Nó đi nó gửi vào các cái. Hôm nay chỉ thử được hai con chó cái thôi. Còn xác định là con đực này sẽ không thể hiện gì được. Vì con chó cái đang đi tơ thì cứ đi theo đít thôi. Đấy, con cái vàng tìm hơi gì đấy. Thấy hơi. Đấy.
con cái đen cũng đang đấy. Dạ con cái đen nó hai con đực ấy nhỉ, đực này cứ đèo đi con cái đủ chết. Rất rất nhiều cháu bé đi theo con này lên cây nó biết sao, người cả lên cây sang bên kia rồi. Ở đồi này còn sóc không? Còn đấy. Ừ. Sóc nó không hề dưới đấy. Còn chờ cái đấy mà. Con chó đực cứ theo đi, con chó cái bực thật. Có đường đi không em? Nay trời lạnh này chắc rắn này không ra rồi. Con đực nó cứ dính những con chó cái đéo đi. Quay lại cắn cho con chó đực phát. Làm mất việc quá. Chó cái cũng dễ chơi nhỉ. Chó cái. Anh đợt vừa rồi anh nuôi hai con chó cái để nhưng mà lại chết hết. Từ đầu năm rồi chết mất ba con chó cái rồi. Ba con toàn chôn gốc cây mới đau. Mẹ này con chó đực thì săn đéo nữa. Chỗ này nó có con gì đấy đâu. Tìm đi tìm lại. Ừ. Cho cái đen kia về cũng dễ chơi thôi nhỉ. Con đấy chắc là chỉ hai người quen bày là vào đàn nào cũng được. Thì con đưa nhau sang bên kia. Đây mới đi thử một lúc xem chó đi thế nào thôi anh em nhé. Hôm nay cũng không có thời gian, mình lên đây hai ngày mà hôm nào cũng lên rừng tét chó thì không có sức để đi hết được, để di chuyển từ chỗ nọ sang chỗ kia đã mất nhiều khá nhiều thời gian rồi. Vẫn lên tiếp à? Lên một đoạn đấy. Dốc lắm. Cũng không còn gì rồi anh em ạ, Bắc Cạn cũng hết thú rồi. Bây giờ chó có giỏi hay không thì bây giờ cũng khó đánh giá. Không không được va nhiều thú, khó. Con đỏ này đi cũng chịu khó phết nhỉ. Con đỏ này tương lai này. Con ti ti gì đó. Con chó đỏ này gì? Con chó đỏ này thì con chó đỏ kia thì mùa sau. Cái đỏ này mùa sau là chơi được này. Đúng đến mùa sau là đến tháng 2 năm nay là đến tầm tuổi đi thoải mái nhỉ. Gần chục lúc đấy khoảng 10 cân là bắt đầu đi rừng là yên tâm. Dòng giống tốt là trên này nuôi là lên nhanh thôi. Bây giờ mấy giờ rồi nhỉ? 10 giờ chưa nhỉ? Trời đất mênh mông. 10 giờ. 18. Ờ, bên này thì quang mà bên kia thì vẫn còn sương mù kìa. Anh em đưa chó lên đồi thử tí xem đi nào thôi. Còn không có thời gian đưa đi săn. Đã đưa đi săn là phải mất ngày mất buổi cơ. Vừa vòng mấy cái đồi trên kia. Nhưng mà gần nhà là xác định cũng không có gì đâu.